Xin chào. Dạ. Chào anh chị. Mời anh chị ngồi. Tôi cũng có nghe chị Nhung kể nhiều về anh Nam lắm. Hôm nay vợ chồng tôi tới đây nhờ anh giúp. Đều là người nhà. Chuyện gì trong khả năng tôi sẵn sàng giúp. Gia đình cũng chỉ mong anh Nam giúp Dung nhận làm thủ tục cho quỹ quyền thừa kế của bà Nhung được thuận lợi và nhanh gọn thôi. Mời anh. Dạ, hôm nay vợ chồng tôi tới đây muốn nhờ anh Nam giúp về việc thực hiện những điều khoản hợp đồng của chúng tôi với lại cháu Dung. Đây là cái bản hợp đồng của chúng tôi và cháu Dung. Anh xem kỹ giúp chúng tôi ha. Như vậy đây là bản hợp đồng vay nợ của Dung sao? Hợp đồng này thì là hợp pháp mà. Anh là luật sư nên biết mình đang nhận công việc nào để thực hiện ha. Tôi sẽ xem xét việc này rồi có gì sẽ thông báo cho anh chị sau. Tôi cũng mong anh Nam giúp tôi hoàn tất thủ tục và thực hiện các điều khoản trong hợp đồng này. Rồi chúng tôi sẽ có lời cảm ơn luật sư vào dịp khác nha. Vợ chồng tôi cũng xin phép cậu Nam. Mình mong hợp tác một dịp khác tốt hơn ha. Dạ. Chào anh. Vợ chồng tôi về. Chào, chào chị. Anh đẹp không? Gì em? Cũng đẹp. Ở đây đồ đẹp quá à. Đẹp không anh? Hả? Được không? Không có hợp. Qua bên kia đi. Cái này nha anh. Anh mình mua sắm cũng nhiều quá ha. Em cứ sắm thoải mái đi. Đối với anh những thứ này không có đáng là bao đâu, so với số tiền mình sắp được hưởng. Để anh lựa cho em nha. Kế hoạch của em và anh sắp thành công á thì chắc chắn là thành công rồi. Lúc đó anh với em sẽ là ông bà chủ nổi tiếng ở một cái vũ trường nổi tiếng. Lúc đó mình sẽ giàu có và tiền bạc á sẽ vào túi em như là nước vậy đó. Sao lại là túi của em, túi của chúng ta chứ? Thì túi anh, nhưng mà cũng do em nắm hết, được chưa? Nè, để em coi coi. Anh này không trộm người ta. Alo. Dạ, chú luật sư Hoàng Nam hả? Dạ con nè. Dạ dạ. Ủa có chuyện gì hả chú? Dạ rồi rồi rồi, con đến liền. Dạ dạ. Có chuyện gì vậy em? Anh ơi, luật sư Hoàng Nam nói có chuyện không hay rồi. Mình đi về đi. Đi anh. Vậy mình đi tính tiền đi. Mới tới hả con? Dạ. Chú, có vấn đề gì xảy ra với việc làm thủ tục thừa kế của con hả chú? Chú muốn gặp con để chú tìm hiểu về bản hợp đồng mà chú đang thắc mắc. Có chuyện gì á thì chú cứ nói đi, con đang lo quá. Con cứ bình tĩnh. Chú muốn biết là trước đây con có ký hợp đồng với vợ chồng ông Sơn bản hợp đồng nào không? Mà sao chú lại biết chuyện này? Tức là có bản hợp đồng đó phải không? Vừa rồi vợ chồng ông Sơn có tới đây và nhờ chú lo thủ tục để thực hiện điều khoản hợp đồng của bà Hồng và cháu trước đây. Vậy mà con cứ tưởng có vấn đề về thủ tục nhận ủy quyền thừa kế chứ. Còn cái bản hợp đồng với mợ ba trước đây á thì không quan trọng, đó chỉ là mấy vấn đề vớ vẩn thôi chú ơi. Nếu bản hợp đồng đó không quan trọng và vấn đề này chỉ là vớ vẩn thì chú không gọi con đến đây gấp như vậy. Nghĩa là sao hả chú? Chú nói rõ hơn chút được không? Chú thấy bản hợp đồng trước đây á có một số điều khoản rất bất lợi cho con. Ủa mà bản hợp đồng đó nói gì hả chú? Ở trong điều khoản hợp đồng ghi rõ con có vay của bà Hồng một số tiền là 100 tỷ đồng. Vì vậy con phải chuyển hết số tiền thừa kế
thì mới mong là trả hết số nợ đó. Bà mẹ nó, trời ơi, làm sao đây chứ? Bây giờ con phải làm sao hả chú? Rất khó, vì đã giấy trắng mực đen rành rành rồi, khó mà nói ngược lại được. Chú ơi, chú phải nghĩ cách giúp con chứ. Tại con bị cậu Mở Hồng lừa gạt nên mới như vậy. Con đã nói là ông bà ấy tham lam lắm mà. Con hãy bình tĩnh đi, chứ nóng giận không giải quyết được chuyện gì đâu. Tất cả tài sản này sẽ thuộc về con, không có ai được quyền đụng đến nó hết trơn á. Cháu gái không ăn cơm sao? Dung, mợ hôm nay tử tế lạ, cũng biết quan tâm đến người khác nữa hả? Nhìn cháu gái chắc là không muốn ăn cơm nhà rồi. Hay là đã no nê khi gặp luật sư Hoàng Nam? Kỳ Dung, ăn cơm cái đã con. Mẹ thấy ngon thì mẹ cứ ăn đi, con không có ăn nữa đâu. Con sao vậy? Từ sáng giờ con có ăn gì đâu. Con không thích ăn, mà con không ăn chung với những người coi con như kẻ thù vậy đó. Cháu gái của tôi ngoan quá, không biết chào hỏi lễ phép với ai hết trơn. Đừng có hòng, bà tưởng mà chơi tôi dễ hả? Cứ đợi đó, đúng là đồ lừa đảo mà. Từ trước tới giờ tao chưa chịu thua một ai, tao chưa chịu nhường một ai hết á. Tao không cho phép ai giành bất cứ cái gì mà thuộc về tao hết á. Người nào mà đụng đến tao coi như chuốc lấy họa vào thân. Tao thề là tao sẽ đấu với vợ chồng mày đến cùng. Nhung hả? Nam đây. Ừ, không có gì đâu. Tại bây giờ Nam đang rảnh, đã định rủ Nhung ra quán cà phê nói chuyện chơi. Ừ, vậy nha. Chào Nhung. Nhung ngồi đi. Lúc đi rồi tôi mới nhớ, anh nói quán cà phê mà không nói quán nào hết. Tôi gọi lại mà anh không nghe máy. Vậy mà Nhung vẫn biết Nam ở đây. Đúng là chỉ có Nhung mới hiểu được Nam. Chỗ này là quán ruột của anh mà. À, dạ mời anh chị dùng nước. Anh kêu luôn thức uống cho tôi đó hả? Lỡ tôi không thích thì sao? Chắc chắn sẽ thích. Đi chung với nhau bao lâu rồi, làm sao mà nhầm được. Cứ gọi cảm giác ít đường là được rồi, đúng không? Mặc dù tuổi tác có qua đi nhiều mà tính tình vẫn không thay đổi ha. Mà cái quán này cũng hay thiệt, nó vẫn vậy hả, không thay đổi gì hết. Cũng chính vì vậy mà Nam thích nơi đây. Nó làm cho Nam cảm giác thân quen. Lần đầu tiên gặp Nhung cũng ở đây. Nghĩ lại thời sinh viên vui quá. Bài vở dù ít nhiều á, Nam với Nhung đem đây làm chung. Nhiều khi thấy mình chơi còn nhiều hơn học nữa. Anh lúc nào cũng vậy. Lúc học bài thì toàn chơi, mà không hiểu sao đến lúc thi thì toàn là được điểm cao không. Đúng là học tài thi phận ha. Chắc vậy quá. À, ông chủ quán ở đây á cũng nhớ mặt chúng ta, nên có lần Nam dắt vợ tới đây, ông hỏi nhỏ Nam chia tay cô kia rồi hả? Mới đó mà hơn 20 năm rồi. Hồi đó vừa học vừa chơi, chẳng lo gì cả. Giờ thì người nào cũng có gia đình. Nhưng Nam cảm nhận được cái sự phân vân trong cách gật đầu của Nhung đó. Lần đầu tiên Nhung gặp con gái, Nhung có cảm giác nhìn thấy chính mình của mười mấy năm về trước không? Tôi... Hay là cảm giác thân quen? Thường thì những người chung huyết thống với nhau, dường như họ có một sợi dây liên kết nào đó. Nên ngay lần đầu tiên gặp thì cảm giác thân thuộc đó xuất hiện. Thật ra
Tôi có cảm giác Dung nó không phải là con tôi. Ngay từ cái ôm đầu tiên, ôm nó vào lòng, nhưng sao thấy nó rất xa lạ. Cũng có thể là lúc thất lạc, con tôi nó còn quá nhỏ. Bây giờ gặp lại thì nó đã trưởng thành rồi. Chắc tôi chưa quen hình ảnh đứa con gái của mình đã lớn rồi, nên mới có cảm giác như vậy đó. Xin lỗi anh. Alo. À, chị nghe rồi. Rồi, chị về liền. Mợ ba gọi tôi, kêu tôi về nhà gấp. Chắc là họp mặt gia đình có chuyện gì đó. Thôi, tôi chào anh, tôi về trước nha. Ừ. Dạ, con chào mẹ. Ừ. Chị. Chị. Anh, nói đi. Chị à, sở dĩ mà em kêu chị về đây để họp mặt gia đình đông đủ, rồi em có chút chuyện để bàn với chị. Có gì cậu cứ nói đi. Em thấy hiện giờ là ba đang bệnh nặng, bác sĩ đã căn dặn rất kỹ là không được để cho ba xúc động. Nên từ nay, nhà có chuyện gì không vui, cũng đừng ai nói với ba, kẻo ba bận tâm rồi bệnh lại càng thêm nặng. Đúng rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của ba, nên mọi người có thể đến thăm ba, ăn nói thì phải cẩn trọng. Dạ. Nếu chị mà tán đồng như vậy á, thì từ nay về sau, nhà mình có chuyện gì, chị em mình á bàn với nhau là được rồi chị ha. Con thấy dù sao ông ngoại cũng là chủ gia đình, mọi người có làm gì cũng phải hỏi ý kiến của ông ngoại chứ. Ngoại thấy con cháu của mình bây giờ cũng đã lớn hết rồi, cho nên ngoại cho phép nó bàn bạc với nhau, thống nhất với nhau là được rồi, không cần phải làm cho ông ngoại lo nghĩ nữa. Bà ngoại cấm, cấm không được đứa nào làm phiền ông ngoại. Còn gì nữa thì con nói luôn đi. Dạ, nếu mẹ cũng đã nói như vậy thì con xin nói thêm. Từ nay về sau thì cháu Dung sẽ không liên quan gì tới xưởng sơn mài và dự án xây vũ trường nữa. Tại vì con thấy cháu Dung còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, nên không thể kham nổi một chuyện trọng đại như vậy. Nên chính vợ chồng con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trong vụ này. Cùng là người một nhà, nên con không làm nổi á thì cậu mợ làm giùm cho. Chắc không có vấn đề gì đâu con ha. Chị, vợ chồng em tính vậy chị thấy sao? Ừ, chị thấy vậy cũng tốt. Cậu mợ có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn cháu nó, làm thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Mẹ. Nhưng chị thấy chuyện xây vũ trường thì cũng phải nên cân nhắc. Em nghĩ là sẽ tiến hành ngay đó chị. Nếu chậm trễ thì sẽ có người nhảy vô làm trước, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chị ơi, cái gì mới á thì mình phải nhảy vô làm lẹ mới hơn được. Để lâu nó nguội, không còn nhiệt huyết, làm cũng bớt hay đó chị. Cái này là một ý tưởng kinh doanh hốt bạc, nên chị không cần phải lo. Cái chuyện tài sản bị thất thu là không có đâu. Nói ra thì cậu mợ phải cảm ơn cháu Dung nhiều lắm, vì con đã nghĩ ra một cái chuyện kinh doanh tuyệt vời như vậy. Nếu chị không phản đối thì tụi em sẽ làm dự án liền, rồi nhà mình sẽ phất lên nữa đó chị hai. Gia đình mình trước giờ chỉ quen làm mỹ nghệ sơn mài, giờ mở ra làm vũ trường, chân ướt chân ráo mà làm, chị thấy mạo hiểm quá. Vợ chồng Sơn chắc cũng đã lường trước cái chuyện này rồi, nên cô không phải lo nữa đâu. Dạ. Tôi nghĩ Sơn bây giờ là con trai trong gia đình. Dạ. Đứng ra gánh vác công việc của gia đình, và nó sẽ đứng ra thay ba nó. Nhà này từ trước tới giờ không ai có cái thái độ mà hầm hực với người lớn, rồi đùng đùng bỏ về phòng, không thèm nói một tiếng. Không biết giống ai mà có cái thói mất dạy như vậy. Cô nên dạy con cô lại đi.
Tôi thấy cái tính bụi đời ngổ ngáo của nó cũng chưa thay đổi đâu đó. Thôi, mọi người giải tán đi. Con làm cái gì vậy? Con bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Mày còn kêu con bình tĩnh được nữa hả? Mày không thấy họ đang ăn cắp ý tưởng kinh doanh của con hả? Trời ơi, nếu mà chỗ con á xé họ ra làm hai được hả, thì con cũng làm nữa. Mày không bênh vực cho con gì hết. Họ mới nói một cái này mà ừ liền à. Đúng ra mày phải giành lại cho con chứ. Giành vực gì ở đây hả con? Chúng ta cùng là người một nhà mà. Người này hay người kia làm, mẹ nghĩ cũng như nhau thôi. Mẹ nghĩ nếu con thích á thì con cứ theo phụ cậu mở một tay. Có gì cậu sẽ chỉ bảo cho con. Như vậy cũng tốt mà. Con không có thèm. Thả, để cho con làm. Không thì thôi, chứ đừng có bắt con cứ tò tò theo đuôi ổng. Tính cướp của tôi hả? Đừng có hòng. Tôi sẽ không bao giờ để cho vợ chồng các người lợi dụng công sức của tôi nữa. Tôi nhất định sẽ có cách làm chủ. Coi kìa, người trong gia đình với nhau, tại sao con lại giành giật đấu tranh như là kẻ thù vậy? Mẹ thấy con ít kinh nghiệm, mà làm một dự án lớn như vậy không ổn cho lắm đâu con à. Để cho con mở con làm, mẹ nghĩ có lẽ chắc là... Thôi đi, mẹ đừng có suốt ngày theo phe họ được không? Đúng ra mẹ phải đứng về phía con chứ. Mẹ phải nghĩ cách gì giúp con để con được làm chủ chứ. Con hiểu rồi. Thôi, nếu mẹ không giúp được gì cho con thì coi như con bất hạnh vậy. Tuy là mẹ không giúp gì cho con, nhưng mẹ sẽ ở bên cạnh con. Mẹ sẽ... Thôi mẹ thôi đi.
Ủa, bộ chuẩn bị phong thấp hả? Dạ đâu có. Tại tôi thấy trời ở đây cũng mát, mà sao tôi thấy chú đổ mồ hôi nhiều dữ vậy? Chẳng qua là cái tính của tôi kỳ cục vậy đó, cứ lo lắng chuyện gì là mồ hôi chảy ròng ròng à. Dạ, có phải cô vào đây để thông báo chuyện giải tán Sương Sương Mài theo ý của cô Dung phải không ạ? Trời đất ơi, tôi vậy mà đi nghe lời con nhỏ đó hả? Tôi cấm chú không được nhắc tới con nhỏ đó ở trước mặt tôi à. Dạ. Tại ba tôi bệnh còn nằm trong bệnh viện á, nên từ nay Sương Sương Mài có chú với lại thằng Lâm trực tiếp quản lý. À, cậu Lâm kìa. Ủa, mẹ. Ngồi đi cậu. Ngồi đi cậu. Nè, mẹ cậu mới thông báo là tôi với cậu tiếp tục quản lý Sương Sương Mài đó nha. À, vậy hả mẹ? Hai người cứ thoải mái làm việc đi. Bây giờ không ai có quyền can thiệp vào cái Sương Sương Mài này nữa đâu. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Thì ra bấy lâu nay mẹ ủng hộ đam mê của con. Vậy mà con không có biết gì hết. Mẹ, cứ tin ở con, nhất định con sẽ làm tốt công việc của mình. Sưởng Sương Mài này sẽ mở rộng sản xuất cho mẹ coi. Ừ, thì sao cũng được. Thôi, mẹ đi về đây. Cứ nói chuyện tiếp đi. Dạ, để con tiễn mẹ. Con đi nha chú. Để con xách cho mẹ. Trời ơi, con làm cái gì vậy? Hư hết của người ta rồi. Thôi thôi, để nó đi. Năm Năm, lại đây. Dạ. Con lại con sửa này giùm chú coi. Con để nó đi, để cho nó lại. Lại đây. Đó, con bào cái cây này cho chú đi. Nè, cây này nè. Nhớ giữ chặt hai tay đó nha. Rồi, giữ chặt hai tay vậy đó. Ừ. Trời ơi, bào cũng không được nữa. Thôi, được rồi, bỏ đi, qua đây. Qua đây nè. Cái này chắc mày làm được đó. Xếp hết đống này lên kệ cho tao. Xong rồi quét dọn sạch sẽ cái chỗ này luôn. Làm đi, nhìn tao hoài vậy. Nhanh lên. Chú Bảy, sao bà đến đây làm gì vậy? Chú Bảy à, Út Mây. Cái gì vậy? Cái gì anh? Anh có tin vui cho em cái gì vậy? Buông ra, buông em ra. Trời, anh kỳ quá à, có chú Bảy đây mà. Không sao, anh vui quá. Ngồi xuống, ngồi xuống. Chuyện gì? Mẹ anh mới tới. Em biết rồi. Mà sao? Thì chắc là mẹ anh hối dẹp xưởng hả? Tầm bậy không à. Không phải như vậy, mà là ngược lại. Mẹ anh nói, kể từ nay không có ai được đụng chạm tới xưởng Sơn Mài của mình nữa. Hả? Anh nói thiệt không? Thiệt. Ôm vậy không kỳ hả? Dạ, tại con vui quá chú Bảy. Thôi, hai đứa cứ tự nhiên đi, để tôi đi ra ngoài ha. Anh này, anh đi gọi cho anh Tiến liền đi. Báo với ảnh là xưởng Sơn Mài mình sẽ hoạt động trở lại, để ảnh khỏi cứ đặt hàng khách hàng khác lẻ đi. Dậy đi con, dậy xuống ăn cơm nè. Bộ con bệnh à? Con thấy trong người sao? Đâu có sốt. Bây giờ thì con không bệnh gì cả, nhưng mà thời gian nữa con sẽ bệnh á. Có ai mà không bệnh đâu. Thôi, không có giỡn nữa, xuống ăn cơm nè. Mọi người đang chờ đó.
Con không có ăn đâu. Sao vậy? Hay con ăn gì rồi hả? Con chưa có ăn gì hết. Và con cũng sẽ không ăn gì hết á. Sẽ tùy thuật. Khi nào mọi người cho phép con gặp ông ngoại á thì con mới ăn cơm. Thôi, đừng có trẻ con như vậy mà con. Chỉ có trẻ con mới bỏ ăn để yêu sách này nọ thôi. Đi con. Đi. Mẹ thả con ra đi. Con đã nói là con tuyệt thực mà. Con chỉ muốn gặp ông ngoại thôi. Con muốn nói cho ông ngoại biết tất cả những chuyện mà vợ chồng của ba làm. Có chuyện gì thì con đợi ông ngoại khỏe hẳn đã. Sức khỏe ông ngoại giờ không tốt. Con mà nói chuyện xấu ra, ông ngoại sẽ buồn. Có khi lại xảy ra chuyện không hay nữa. Mà nếu cứ chần chừ không nói hả? Sợ có ngày không nói được á, lúc đó biết tính sao đây hả mẹ? Thôi, một điều nhịn chính điều lành mà con. Cậu mợ làm dự án vũ trường thì đó cũng là điều tốt cho con thôi. Một mình con làm dự án lớn như vậy, sợ làm không xuể. Tại sao mà mẹ cứ suốt ngày theo phe của cậu mợ vậy? Không phải mẹ theo phe của họ. Mẹ chỉ nhìn thực tế sao mẹ nói vậy thôi. Mẹ nói mẹ nhìn thực tế. Mà mẹ có thấy thực tế là họ đang ăn hiếp con không? Rồi mẹ phải hợp tác với con để giành giật lại cái dự án đó mới đúng chứ. Còn nếu mẹ không giúp được con thì để con làm một mình. Mẹ đừng có nói nữa. Từ nay con sẽ tuyệt thực. Nhìn mặt cậu Lâm như vậy á, biết là mình nói đúng rồi đó. Tiến đã hủy bỏ cái hợp đồng cũ rồi. Vì Tiến đã ký được hợp đồng mới lớn hơn nữa đó. Cái gì vậy anh? Là sao? Cái gì? Thì ra anh dám đặt em chú Bảy hả? Chết nè. Chú Bảy. Chết nè. Không mang hết con thôi, gái thôi, nữa. Thôi. Em đâu vậy? Đi về báo tin cho nhóm bụi đời biết được không? Con đi nha chú Bảy. Ừ. Trời ơi. Nói thương mình mà không thấy lo lắng cho mình gì hết á. Dù mình nói là tuyệt thực nhưng cũng phải để dành phần sẵn cho mình chứ. Có người nói á là tuyệt thực, vậy mà nửa đêm á lại rón rén xuống bếp lục tìm đồ ăn. Thật ra là chị Nhung có chừa phần cho cô, nhưng mà tôi nghe cô nói cô tuyệt thực nên tôi đã giúp cô bằng cách đổ cơm cho mấy con chó ăn hết rồi. Sao kỳ vậy? Mọi khi cô hung dữ với tôi lắm mà. Sao nãy giờ nín thinh vậy? Không ăn miếng trả miếng với tôi sao? Chắc là biết thân biết phận mình rồi chứ gì. Cô nhớ lại mình là ai rồi phải không? Tưởng có người chống lưng thì muốn làm gì làm sao? Bây giờ thì không còn ai chống lưng cho cô được nữa. Cô liều hồn nha. Bà đừng có thách thức tôi. Bà cũng biết á, là anh hùng không có bằng thằng liều. Rồi sao nữa? Thì thằng liều á, chẳng có cái gì mà để mất hết á. Nên cái gì vậy cũng dám làm. Vậy thì để tôi chờ xem coi, cái thằng liều này nó có dám làm chuyện gì nữa không? Nó sẽ tìm cách tiếp cận cho được ông ngoại của nó, để nói cho ông biết á, một sự thật kinh hoàng. Không biết chuyện gì mà kinh hoàng vậy? Bà thì lúc nào mà chẳng giả dối, nên lúc nào cũng tự dối lòng mình. Tôi biết điểm yếu của bà đó, nên đừng làm cái vẻ thản nhiên đó. Tôi sẽ nói hết cho ông ngoại nghe về câu chuyện giả dối của bà, để tất cả cùng chung xuồng cùng chết. Vậy thì cô cứ làm, tôi sẽ chờ xem. Chị hai, có chuyện gì mà chị khóc vậy? Chị ngồi đi. Nè, sao vậy chị hai? Từ
ngày ông ngoại bệnh tới giờ á. Nhung nhớ ông ngoại lắm mà không được vô thăm ông ngoại gì hết trơn á. Trời đất, chuyện có vậy mà chị khóc đó hả? Không phải, Dung có nhiều chuyện buồn cộng lại lắm, nên là Dung buồn nên Dung mới khóc á. Rồi, vậy thì trong người chị có bao nhiêu chuyện buồn á, chị kể hết đi. Em sẽ không vẽ nữa, em ngồi nghe chị kể. Không biết có nên nói Lâm nghe không nữa. Nói ra sợ Lâm buồn. Chị Hai à, có gì cứ nói đi. Dù là bất cứ chuyện gì á, em cũng chịu được hết á. Mà cũng tại mẹ Lâm hết trơn á, suốt ngày cứ ăn hiếp Dung không à. Tối ngày á, mẹ Lâm cứ nghĩ xấu về Dung không à, cứ sợ Dung giành giật tài sản của mợ, cho nên lúc nào mợ cũng làm khó dễ Dung hết trơn á. Thôi, chị cũng đừng buồn nữa. Cuộc sống này còn có những cái còn đáng quý hơn tiền bạc nữa đó. Chị đừng có quá ham muốn tiền tài mà đánh mất hạnh phúc mình đang có. Em thấy tài sản quý giá nhất của chị bây giờ chính là người mẹ mà bấy lâu nay chị không có. Ừ thì Dung cũng biết mà. Chị Hai à, nếu chị muốn sống thoải mái và hạnh phúc hơn thì chị cần phải xem tiền bạc chỉ là phù du thôi. Nói vậy, không lẽ trước đây Lâm nghĩ Dung là người trọng tiền bạc hả? Ý là Lâm muốn nói Dung tham lam cho giành tài sản chứ gì. Quá ra Lâm cũng y như mà ba vậy đó, lúc nào cũng nghĩ xấu Dung hết đó, lúc nào cũng nghĩ là Dung muốn tranh giành tài sản hết đó. Thật ra em cũng nghĩ chị là người như vậy đó, nhưng em khác mẹ em, em có sự thông cảm cho chị. Có nghĩa là Lâm nghĩ Dung nhất thời như vậy thôi, chứ bạn chắc không có xấu xa ham tiền đúng không? Không. Vậy thì giờ Lâm thông cảm cái gì chứ? Thì em thông cảm cho chị, vì sao chị trở nên như vậy? Bởi vì người ta luôn bị tranh giành, thì họ sẽ luôn trong tư thế muốn được giành giật và chiếm đoạt trước khi họ bị chiếm đoạt. Chị Hai à, em cũng muốn khuyên chị một điều là... Lâm cứ nói đi, Dung đang nghe nè. Ý em là chúng ta đang ở trong một gia đình, trong một mái ấm, chứ không phải là ở lề đường, nên chúng ta không thể xử sự với nhau bằng nắm đấm được. Lâu nay em cũng biết mọi chuyện trong nhà, nhưng em không quan tâm. Em không cần tiền, em chỉ cần được sống với đam mê và lý tưởng của mình thôi. Trước giờ chưa có ai khuyên bảo tận tình cho Dung như Lâm hết trơn. Lâm làm Dung xúc động quá. Bây giờ thì Dung đã hiểu rồi, bấy lâu nay mình nghĩ sai nhiều thứ quá. Thôi, chị đừng có khóc nữa, hiểu ra được là tốt rồi. Từ nay Dung sẽ thay đổi và làm theo lời của Lâm. Mà khi nào Lâm có vô thăm ông ngoại thì nói với ông ngoại là Dung rất là nhớ ông ngoại, mong cho ông ngoại mau khỏe để về nhà. Dung sẽ dẫn ông ngoại đi biển như hôm nọ vậy đó. Hay là khi nào mà Lâm vô thăm ông ngoại Lâm cho Dung đi theo với nha. Dung muốn biết tình hình sức khỏe của ông ngoại bây giờ ra sao lắm. Để em suy nghĩ lại ha. Nhớ nha, Lâm suy nghĩ nhanh nha. Dung bây giờ hả, lúc nào cũng trông chờ từng ngày để được vô thăm ông ngoại hết á. Em biết rồi. Thôi Dung đi về nha. Không làm phiền Lâm nữa đâu. Cảm ơn Lâm nhiều lắm. Chị Hai về. Bye bye. Hả? Con Dung mà nó cũng có nước mắt nữa hả? Trời ơi, chưa có gì ngạc nhiên bằng cái chuyện mà nó khóc đó. Em nghĩ nó là đứa không bao giờ có nước mắt được hết á. Đúng rồi đó. Nó giống như là một cái con người băng giá, không có biết khóc đâu. Tầm bậy tầm bạ. Ông này làm hết hồn à. Ủa, có phát kiến gì mới hả tiến sĩ? Nghiên cứu cho thấy là mấy người nói sai hết rồi. Gì trời? Thật ra là con Dung nó có tình cảm, có nước mắt, nhưng mà nước mắt chỉ dành cho chính nó và cho cái này nè. Biết cái gì không?
Nó khóc vì tiền, nó yêu tiền, nó thương tiền. Hơi tiền mất là nó khóc à. Nó khóc. Trời ơi. Nè, lấy đi, cho đó. Lấy liền à? Khoan, lấy tiền của tôi là phải làm con tôi đó. Dạ vậy thôi, cảm ơn tiến sĩ. Tiền là giấy bạc do đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà, cho nên mới được gọi là chồng em. Tiền ơi, hết thuộc rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con không có chịu nổi ba luôn đó ba. Chị Dung khóc vì nó là nhớ ông nội, nên muốn vô bệnh viện thăm ông nội. Vậy thì anh nên tranh thủ vào thăm ông nội đi. Ừ, anh cũng định đi nè. Anh dẫn em theo có được không? Em cũng muốn vô thăm ông nữa. Với lại anh rủ Dung theo nha. Em nghĩ chắc là nó có tình cảm với ông nội thiệt á. Anh nè, biết đâu nó không tốt với người này mà lại tốt với người khác thì sao? Vậy để anh rủ chị Dung đi cùng. Đừng, không được. Ông nội tụi bay đang bệnh, mà tụi bay cho con rắn độc tới thì ông nội tụi bay bệnh nặng thêm đó. Đâu là rắn độc hả? Đó. Đâu? Thì nó đó. Đừng, 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 đừng. Hả? Đừng, tôi sợ rắn lắm. Tôi sợ rắn độc lắm. Gì vậy? Tôi sợ lắm, đừng cho rắn lại gần tôi. Thôi, chắc là ổng lên cơn thôi, anh đừng có để ý. Hay là bây giờ mình đi thăm ông nội của anh luôn đi nha. Cũng được. Thôi để anh đổ chị Dung đi. Ừ. Đó. Hả? Dạ. Rắn. Rắn. Đâu? Ở đâu? Rắn đâu? Sao ông canh nó ra mà dắt nó theo vậy? Trời ơi trời ơi. Thôi thôi. Mày tưởng tao khùng hả? Dạ. Chứ còn gì nữa? Tao không có khùng, mà tao điên. Tao điên vì tao sai. Ta điên thế sự đổi thay. Ta điên. Trời ơi. Hả? Rắn. Rắn. Rắn độc mày đi. Ơi. Không biết ông ngoại giờ đang thế nào hả? Nhìn thấy tụi mình vô thăm chắc ông ngoại vui lắm á. Từ ngày ông bệnh mình chưa có dịp vào thăm ông nữa. Nè, em xưng mình với ai vậy ta? Có lẽ với chàng Lâm này đúng không? Hai người này lẹ lẹ lên đi, vô thăm ông ngoại mà cứ này nọ linh tinh. Rồi em xin lỗi, nhưng mà chị nên nhớ là ông đang mệt, không được khóc bù lu bù loa nha chưa. Ba, tụi bay là cái đồ bất hiếu. Ba, tao không có những đứa con như tụi bay. Đi đi. Ba, con xin lỗi ba. Mọi chuyện không phải con đâu ba. Ba. Ba ơi, xin ba tha tội cho vợ chồng con. Tất cả mọi chuyện này không phải lỗi của vợ chồng con đâu ba. Ông. Phải đó ba. Không phải vợ chồng mày. Ông à. Vậy chứ là ai? Hả? Cái đồ gian tham. Ba. Tụi bay, tụi bay còn dám qua mặt tao nữa phải không? Dám gạt tao. Hả? Tụi bay dám dựng lên một tấm màn kịch để nhận một đứa cháu hờ. Hả? Để lừa dối tao à? Đồ mất dạy. Tao đã quyết rồi, tao sẽ truất quyền thừa kế của tụi bay và để cho vợ chồng tụi bay đi ăn xin. Ba. Ba. Ông. Ông dám đối xử với con trai như vậy sao? Tụi bay ông mà. Ông từng tàn nhẫn với nó như vậy. Ba. Nó là con trai của ông mà. Ba đi đi. Đi đi. Ông vừa nói cái gì? Bà đi cho khuất mắt tôi. Ông mẹ. Bà. Bà cũng là một cái loại độc ác. Bà cũng như tụi nó thôi, là một cái lũ tham tiền. Cả ba mẹ con của bà là một vua. Trời ơi. Trời ơi. Sao tự nhiên bà lại cười? Chị sao vậy? Đâu có đâu. Thì thấy vui khi sắp được gặp ông ngoại thôi mà. Đi thôi, lẹ lên.